Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì kênh nhà em xin giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị qua kênh thì đừng quên cho giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay muốn giới thiệu đến các bác đó là một mẫu đèn pin siêu sáng hai đầu nhé. Cái dòng đèn pin này thì các bác có thể sử dụng rất là tiện lợi trong gia đình, rất là linh hoạt. Nó là có hai đầu này. Hai đầu sáng này. Đấy, ở đây thì nó có cao su, nó cũng là chống va đập được. Nó cũng chống va đập được nhé. Đây, đầu tiên là nó sẽ là cái chóa này là xóa rộng. Đấy, cái dòng chóa rộng để các bác có thể xoay rộng ra. Đấy, bé lại này. Tắt này. À, mở ánh sáng đỏ này. Nhấp nháy này. Đó, bên này thì nó xoay xa. Bên này nó xoay xa này. Đấy. Và xuống bụng này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Polit. Đấy, Polit. Con này thì hàng của nội địa Nhật Nanin Japan. Đấy. Để em đo cho các bác cái kích thước của cái đèn pin này luôn nhé. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 18 cm. Tổng chiều dài của nó sẽ là 18 cm các bác nhé. Cái miệng này của nó đây là 19,5 cm. Đó. Một con đèn pin này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 250.000 đồng một cái. Đấy, ở trên này thì nó sẽ có là cho chúng ta đó là một cái cổng sạc vào và một cái lỗ USB. Đấy, Polit, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 250k. 250k. Và bên nhà em bao ship 250k và bên nhà em bao ship nhé. 250.000 đồng bao ship. Mã đầu tiên. Mã thứ hai cũng là một cái dòng đèn pin, nhưng mà cái dòng đèn pin này thì nó lại khác một chút. Đấy, con này cũng là siêu sáng nhé. Con này cũng là siêu sáng. Sáng khác hẳn luôn. Con này thì chóa của nó to hơn. Con này chóa nó to hơn và sáng mạnh hơn. Con này chóa to và sáng mạnh hơn nhé. Đấy. À, những cái dòng này thì tất cả đều xoay xa từ 600 đến 800 mét, xoay thoải mái luôn. Các bác có nhìn đến nó xoay sáng nhỉ các bạn. Đấy, ở đây thì nó có phần đèn báo này. Đèn báo này. Và một cái lỗ USB. Một cái cổng sạc. Đó. Rất là ok luôn. Để em đo cho bác cái kích thước của cái chóa này nhé. Đây. Kích thước của cái chóa này thì nó sẽ rơi vào cỡ 15,5 cm. Tầm 15 cm. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Một cái mẫu đèn pin siêu sáng to. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 300.000 đồng. Đấy, có cái mức giá đó là 300.000 đồng. 300k. Bao ship. 300.000 đồng ở bên nhà bao ship đèn pin siêu sáng. Đấy. Con này thì nó có cả chân này. Để các bác về các bác lắp. Đấy, có cả chân này, các bác về các bác lắp này. Đó. À, và cái sợi dây cáp sạc nhé. Nó chỉ có sợi dây cáp sạc thôi, nhưng nó không củ như vậy nhé. Đấy, thì các bác về các bác cắm vào đây. Cả hai con đèn pin đều như thế nhé. Nó, con đèn pin kia thì không có chân đâu, nhưng mà nó đều có cái cáp sạc như này. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã đèn pin 3 chân. Đèn pin 3 chân 300k vào bên nhà bao ship. 300k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng máy xe hạt khô. Hàng này là còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng này còn nguyên hộp luôn. Công suất của nó là 250W, sử dụng điện 220V. Đấy, các bác có thể xay này, tiêu điều cà phê này, đấy, ớt gạo các thứ này, lạc ngô sắn đều xay được. Những cái mà hạt bé bé như hạt ớt các bác cũng có thể xay được. Rất là tiện. Đấy, lạc đỗ các thứ. Con này là các bác xay hạt khô nhé. Đây này em đang test này. Cái này em test này. Nói chung là xay cũng rất là nát. Xay của nó cũng rất là nát. Các bác càng muốn nát lâu thì các bác xay càng lâu một chút. Đó. Một cái máy này như này. Cái máy này thì nó có một cái cơ chế cực kỳ an toàn. Đó là khi các bác đóng nắp lại này, đấy, thì các bác cứ ấn được nút inox. Con này thì cối này của nó nhỏ nhỏ thôi. Nó chỉ xay tiêu điều cà phê Hà Lạc X1 thôi. Giá của nó thì bên em đang bán với cái mức giá là 90.000 đồng.
Máy xay hạt khô giá 90k có nhé. Đấy, máy xay hạt khô giá 90.000 đồng. Giá rất tốt luôn. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu bàn chải đánh răng điện. Con này của nó có sẽ có tổng cho chúng ta đó là 4 cái đầu. 1 2 3 và 4 cái đầu. Để các bác có thể thay thế. Có thể dùng. Dùng rất khỏe luôn. Nó dùng rất khỏe luôn nhé. Và rất là nhiều chế độ. Và các bác muốn tắt thì có dí im nút. Đó. Con này thì các bác muốn thay bàn chải thì thay rất là dễ luôn. Các bác có thể thay rút ra. Đấy. Hoặc là các bác đặt vào. Đặt vào và các bác cắm vào là được. Đó. Thì các bác muốn để sang cái kiểu như nào để chúng ta thuận tiện để các bác dùng thì là các bác đặt vào thôi. Một cái mẫu bàn chải đắt điện nó có gồm có 1, 2, 3, 4, 4 đầu, một sợi cáp sạc. Và giá của con này thì bên em đang bán với cái giá là 80.000 đồng một hộp. 80.000 đồng một hộp. Hộp mới luôn. Khi các bác nhận hàng là hộp mới luôn. Đấy, 80.000 đồng. Giảm giá cho bác xuống 70.000 đồng luôn. Đang giảm giá xuống 70.000 đồng, quên. Đấy. Giảm giá cho các bác xuống 70k. Hàng giá tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã bàn chải đánh răng điện. Bàn chải đánh răng điện các bác nhé. 70.000 đồng. 70.000 đồng một bộ. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác dòng một cái dòng massage gun. Con này là cũng là massage nhưng mà các bác massage cổ vai gáy thôi. Đấy, các bác cũng biết. Đấy, massage gun, massage tay. Nó lưu thông mạch máu này. Ví dụ là tay bác đang tê tay, tê chân ý. Đấy, sáng ngủ dậy mà đau mỏi vùng vai gáy thì các bác cứ lăn 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 này. Đấy, vào cổ các thứ đấy. Rất là tiện. Nó mít rất là sướng luôn. Nó mít rất là sướng luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 40.000 đồng. 40.000 đồng một cái mẫu massage gun này. 40k. Hàng này là hàng mới. Hàng này là hàng mới. Đó. Còn nguyên hộp luôn. Còn nguyên hộp luôn. Và giá của nó chỉ có 40.000 đồng. Và giá của nó bên em đang bán chỉ có 40.000 đồng. Nên là các bác yên tâm. Giá cực kỳ tốt luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhé. 40k. Các bác lên cho em mã này. Mã máy massage gun. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác. Đó là một số những cái mẫu thanh LED này. Thanh LED này là thanh LED của Samsung. Thanh LED này gọi là thanh LED của Samsung này. Đấy. Hàng xịn luôn nhé. Hàng xịn của Samsung luôn. Con này thì nhà em có một loại đó là một thanh 1 mét và một loại là thanh 50. Này em đã cắm điện vào đây để em chuẩn bị điện để test cho các bác luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy có cả ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhé. Này em có cả ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Và những cái này nhé, các bác có thể nối liên tiếp với nhau. Những cái này các bác có thể nối liên tiếp với nhau. Đó, đây là ánh sáng vàng này. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cắm vào này, các bác về có những cái rắc này này. Các bác chỉ cần cắm đúng cái rắc của nó. Đó là sáng. Là sáng luôn nhé. Rất là đẹp. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Đó. Một con như thế này thì nó có loại 50cm và 1m. Thì ánh sáng nào cũng có. Đây, em đo cho các bác luôn nhé. Hàng thì các bác lấy số lượng bao nhiêu cũng có nhé. 1m này. Giá của nó nhé. Cái giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái giá đó là cái thanh 1 mét thì ánh sáng trắng hay ánh sáng vàng thì các bác bảo em là 30.000 đồng một thanh, là thanh 1 mét. Còn cái thanh 50 thì giá của nó sẽ là 23.000 một thanh. 23.000 một thanh 50 và 30.000 một thanh 1 mét. Đó, nên là các bác cứ tha hồ lựa chọn thoải mái luôn nhé. Đó, thanh LED. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn âm trần. Đèn âm trần này. Con này thì các bác về các bác chỉ việc đấu thôi. Nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện
của nó đó là nguồn điện là 220 cũng được mà 110 cũng được. Đây. Nó có thể đổi màu. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó có đổi màu trắng vàng. Trắng vàng và trắng sữa. Trắng vàng và trắng sữa. Đấy. Một con này thì kích thước của nó 11,7 cm. Độ dày của nó nhé, độ dày của nó là 3 cm. Đó. Và cái các bác quét lỗ ấy, thì quét cho em cái lỗ của nó là lỗ 80. Quét cho em cái lỗ là lỗ 80. Đó. Một con đèn âm trần như này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 40.000 đồng, 40k hàng mới luôn. 40k. 40k hàng cái, rất là đẹp luôn. Đèn âm trần 40.000 đồng. Hàng chất luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác xuống một số bóng tip. Tip thì bên em có một cái loại 1m2 và một cái loại 60 cm. Này thì em giới thiệu cho các bác cái 1m2 trước. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kogua. Hàng này là hàng thanh lý 1m2. Công suất của nó là 60W. Công suất của nó là 60W. Đây. Rất là sáng luôn đó nhé. Cái dòng này thì rất là sáng luôn nên là các bác có thể yên tâm. Rất là sáng luôn nên bác yên tâm. Đó, cực kỳ sáng luôn. Tip mét 2 này. Để các bác có thể thắp sáng trong gia đình rất là tiện luôn. Con này là bán nguyệt tràn viền nhé. Tip bán nguyệt tràn viền. Hay các bác về các bác lột túi bóng này. Sáng cực kỳ luôn. Cái túi bóng này để chống sương. Giá của nó bên em đang bán với mức giá đó là 170.000 đồng. 170.000 đồng con này mét 2. Đấy. Tràn viền này. Dòng này bằng led nên là nó rất là bền. Dòng này là bóng led nên là rất là bền nhé. 170k. Các bác lên cho em mã này, mã tiếp bán nguyệt, tiếp tràn việt. Một con tiếp theo là một con 60. Một con tiếp 60. Một con tiếp theo là một con tiếp 60 này. Tiếp 60 thì nó rẻ hơn nhé, nó bằng một nửa luôn. Đấy, con này thì lại công suất của nó chỉ có 25W thôi. Công suất của nó 25W. Con này cũng tương đối là sáng, các bác lắp trong phòng vệ sinh thì cũng rất là tiện. Đấy, con này bên em đang bán với mức giá nó là 90.000 đồng cũng nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu bơm 2T bơm dẫn chân nhé. Đấy, cái dòng bơm 2T bơm dẫn chân này thì rất là dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ việc mở cái chốt ở đây ra này, hai cái chốt này. Đấy, và các bác ấn. Đấy, em ấn bằng tay này còn ra hơi thì có này. Đấy nên là nó bơm rất là nhẹ nhàng thôi mà ra hơi rất là khỏe nhé. Ra hơi rất là khỏe này. Đấy. À. Và con này thì hai cái bít tông. Hai bít tông. Dây chịu áp lực. Dây chịu áp lực này, hàng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Đó. Xịn xò. Xịn xò luôn. Hai bít tông khung thép nhé. Khung thép. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Staley. Staley Japan. Staley Japan. Đấy, bơm 2T, bơm 2T nhá các bác nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng bơm 2T bơm dẫn chân này. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bơm 2T bơm dẫn chân nhé. 200k bao ship. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship bơm 2T. Hàng chất lượng luôn. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng camera. Camera Yoshi. Camera Yoshi, con này thì có hai mắt luôn. Hai mắt luôn. Chúng ta về thì nó phụ kiện của nó, độ của nó đầy đủ, nó sẽ như thế này cho các bác này. Đây, để các bác lắp vào. Nó sẽ sử dụng nguồn điện đó là cái cột tẩu điện này. Đó. 100 đến điện 220V đều được. Các bác cắm điện vào. Các bác cắm điện vào nhé. Đấy. Và các bác tải giúp em cái ứng dụng Yoshi Yoshi. Và các bác tải giúp em cái ứng dụng Yoshi Yoshi. Đấy, tải ứng dụng Yoshi Yoshi này. Đấy, và các bác đăng nhập vào cái ứng dụng. Và các bác đăng nhập vào cái ứng dụng Yoshi Yoshi này. Đó, và đây. À, các bác sử dụng vào này, đăng nhập vào này. Đấy, và đợi một chút để nó kết nối Wi-Fi. Và các bác kết nối. Con này nói chung là các bác kết nối chỉ khoảng 1-2 phút.
là hoặc là bác nào làm lâu là 4-5 phút là bác kết có thể kết nối xong. Đấy, nó sẽ tự động quay cho các bác này. Đấy, để em đặt vào đây nhé, để em đặt vào đây để em điều chỉnh cho nó dễ nhé. Đấy, em đặt nó vào đây. Đấy, để em điều chỉnh nó cho nó dễ. Đấy, các bác đợi em một chút, đợi để đợi nó loát. Đấy, đây nó sẽ chia ra cho chúng ta đó là hai cái chế độ, chia ra hai cái chế độ này, một cam trên và một cam dưới này. Đấy, thì có các bác có thể xoay này, các bác có thể điều chỉnh cam này. Đấy, đây các bác nhìn thấy xoay này. Đấy, đây, các bác nhìn thấy em này. Đấy, các bác nhìn thấy em này. Đấy. Đấy, cũng rất là nét nhé. Các bác nhìn thấy cam điều chỉnh, em điều chỉnh này. Đấy. Và một cái góc cố định nhé, cái này là cố định. Các bác có thể nhìn thấy camera của nó rất là nét. Camera của nó rất là nét này. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy đang nhìn thấy mặt em luôn này. Đấy. Một camera là một cái chế độ, một cái chỗ là các bác giữ im. Một cái là các bác giữ im một vị trí. Đấy, một vị trí. Và một cái là các bác có thể xoay. Và con này nó cảm biến chuyển động này. Đấy, các bác có thể tắt cái chế độ rung báo đi này. Đấy, tắt âm cảnh báo lần này, này nó sẽ tắt. Đấy, còn không là cứ có chuyển động các thứ là nó sẽ sử dụng bật được. Đó. À, và con này thì các bác có thể lắp đặt rất là linh động. Các bác có thể lắp đặt rất là linh động như nguyên cam không. Con này thì hai mắt. Đấy, độ phân giải của nó thì lên đến 6.0. Con này thì bảo hành 2 năm, có wifi, có sử dụng wifi. Đấy, và con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 500.000. 500.000 đồng nguyên cam không nhé. 500.000 đồng nguyên cam không. Camera hai mắt. À đây quên, còn con này có thể đàm thoại được hai chiều nữa nhé. Con này có thể đàm thoại được hai chiều. Đây để em sẽ đàm thoại cho các bác luôn. Đâu nhỉ? Thì em sẽ đàm thoại. Đây, đàm thoại hai chiều. Đấy, đây là các bác nói có thể nghe thế này. Đấy, vào đây em đàm thoại nhé. Alo. Alo, alo. Alo, em ngồi gần quá nên nó khó. Alo, alo. Đấy, các bác có thể nghe tiếng. Đấy, nghe tiếng ở loa luôn. Tức là các bác có thể đàm thoại hai chiều thoải mái. Đó. Và con này thì nó có cả hỗ trợ cho các bác là nếu mà bác nào mà cần thì nó có thể hỗ trợ cho các bác là lưu trữ đám mây này. Đấy, hoặc là các bác có thể sử dụng thẻ nhớ nhận dạng người này. Đấy, đuổi nhanh này. Đấy, nói chung là rất là nhiều, cũng rất là nhiều chế độ. Và xoay 360 độ nhé. Đấy, và xoay 360 độ. Camera. Camera. Đấy, con này camera hai mắt nhé. Một mắt các bác xoay cố định này. Đấy, thì các bác đặt về một vị trí. Đấy, và nó có cái giá này. Cái giá này thì các bác về các bác bắt vào. Đấy, và các bác xoay. Và bác xoay bác đặt. Muốn đặt được cái vị trí nào thì các bác xoay sang cái vị trí như thế. Để làm sao cho nó dễ. Đấy, dễ. Và cái này các bác cài đặt sử dụng. 500.000 đồng. Camera hai mắt. Các bác lên cho em mã này, mã camera hai mắt nhé. Hai mắt 500k và bên em bao ship. Đó. Ngoài ra thì các bác nào mà lấy thêm thẻ nhớ thì thẻ nhớ như em là 64GB 150.000 đồng một cái. Đây là các bác nào lấy thì em bán hỗ trợ, bán kèm nhé. Bán hỗ trợ, bán kèm cho các bác. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn laser trang trí nhé. Nó là ban ngày nên em phải vào trong này để em có thể review cho các bác. Đấy, để các bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp này. Nó rất là đẹp luôn này. Đó, rất là đẹp và rất là ok luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó nháy rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp đây nhé. Em để im vào cho các bác nhìn cái ở cái chỗ tia đỏ ở giữa nhé. Đấy, và tán của nó ra rất là rộng này. Đấy, cái đỏ ở giữa như em vẫn để im chỗ nhé. Đấy, mà tán của nó ra rất là rộng luôn. Đấy, ra rất là rộng luôn. Và nó rất là đẹp. Và nó rất là đẹp. Nó có cả cái remote, nó có cả cái remote này để các bác có thể điều khiển này. Đấy, auto này, đấy, tự động này. Đấy, tất cả các cái chế độ điều khiển nhấp nháy này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hoặc là không nhấp nháy các bác muốn bật sang cái chế độ nào thì các bác đều có thể chuyển sang chế độ đấy được. Và con này nó có thể cảm biến theo cả âm nhạc. Đấy, theo cả âm nhạc. Đấy, thì ở đây thì em nói thì nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, nói nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Một cái đèn laser trang trí các bác nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Các bác có thể trang trí Noel, trang trí Tết. Đây là vẫn còn là bị ánh sáng đấy. Còn nếu mà nó tối hẳn đi ấy, thì nó còn đẹp long lanh lên nữa. Và cái độ tán của nó tỏa ra, các bác có thể nhìn thấy tán của nó tỏa ra rất là rộng và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là rộng và rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng.
350.000 đồng nhé. Thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một cái bộ như này điều khiển. Đấy, và nó chỉ có sợi dây cáp sạc thôi nhé. Nó chỉ có sợi dây cáp sạc cho chúng ta thôi. Đó, một cái bộ như này. Các bác lên cho em mã này là mã đèn laser trang trí. Bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Để em vào chỗ tối để em có thể review cho các bác là các bác biết rồi. Đấy, là cái độ đẹp của nó như nào rồi. Đấy, giá dùng các thứ để các bác treo lên. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Các bác có thể để ý một chỗ. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Đây, một cái mã tiếp theo. Một cái dòng quạt sưởi của thương hiệu của nó là thương hiệu Yasuki. Đấy, Yasuki nhé. Giá cũ em đang bán là giá 600.000 này. Đợt này về em về số lượng rất là nhiều luôn. Đấy, để phục vụ cho các bác mùa đông. Nên là nó rất là ok. Nhiệt độ ngoài trời ở trong nhà nhà em đang là 18 độ. Đây các bác có thể nhìn thấy. Nhiệt độ ngoài trời đang là 18 độ. Em sẽ cắm máy sưởi lên và em sẽ test cho các bác luôn. Nhiệt độ ở gần đây luôn. Đấy, cho nhiệt độ cao luôn này. Đấy, ở đây là cái ánh sáng 3D của nó nhé. Ánh sáng 3D và nó sẽ tự xoay. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy nhá, em đang để ở xa. Đấy, nhiệt độ lên luôn này. Đấy, đây là đang để ở xa này. Đấy, nhiệt độ lên luôn này, 30 độ rồi. Đấy, nhiệt độ ấm lên 28-30 độ. Đấy, nó xoay. Nếu mà nó xoay nó thổi vào. Đấy, lại lên anh ơi. Đấy, nhiệt độ hơi ấm của nó lên này. Đây, còn để gần đây thì nó nhiệt độ của nó lên rất là ok luôn. Đấy, nhiệt độ gần của nó lên đây lên đến 70-80 độ C cơ. Đấy, 70-80 độ C. Đấy, rồi nó sẽ quay đi, nó sẽ giảm. Đấy, nó thổi. Nó thổi. Còn các bác muốn nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì nó đều ok. Lên nhiệt cực kỳ nhanh luôn. Lên nhiệt cực kỳ nhanh luôn để các bác nhìn thấy đây. Đây. Đấy. Rất là ấm luôn. Rất là ấm luôn nhé, để các bác sưởi. Đấy, các bác mà không muốn nó quay thì con này nó cũng có chế độ không quay. Đấy. Con này nó cũng chế độ không quay. Và nó có nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và gió thường. Ở đây này. Ở đây thì nó có nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và gió thường này con này. Đấy, và ọp là đây này. Hoặc là ví dụ các bác làm đổ, các bác làm nghiêng này thì nó sẽ ngừng chạy. Nó sẽ ngừng chạy nhé. Còn các bác khi mà các bác phải dựng đứng lên này. Đấy, để đề phòng hỏa hoạn, cháy nổ thì nó với ấy này. Này. Ở đây thì nó có cả cái 3D để các bác ấy này. Này. Không xoay này, gió thường này. Đây. Các bác có thể thấy nó đã lên được mấy độ C rồi này. Gần đây nó đã lên được mấy độ C, 25 độ này. 30 độ, 31 độ. Đấy, 31 độ, đây là cái tay này em chỉ vào đây này. 30, 31 độ. Đấy. Lên nhiệt độ ấm rất là đẹp luôn. Nhiệt độ lên của nó rất là ấm, ấm phòng. Nhất là nhà bác nào mà có ông bố mẹ lớn tuổi hay là không cần phải lớn tuổi mà các bác ở vùng miền Bắc thì chúng ta sử dụng cái mẫu này rất là ok luôn. Đấy, cái mẫu này rất ok luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 550.000 đồng nhé. 550.000 đồng một cái mẫu đèn sưởi này. Tiết kiệm điện này, có thể tùy chỉnh nhiệt độ. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này. Yếu thấp hay các thứ đây. Đây là các bác chỉ cần được quạt gió thôi. Nó sẽ là như kiểu cái quạt gió, nó sẽ quay gió, nó sẽ quay gió, quay hơi nóng ở trong phòng. Đấy, nó cứ thế là quay vùng quanh nên là nó rất là ok luôn. Con này thì bên em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng nhé. Đây. Đấy. Đây các bác sờ vào đây có không thấy nóng này. Đấy, nó là giảm nhiệt. Công suất của nó đây, công suất là của nó là 2000W. Công suất của nó là 2000W. Đấy, sử dụng nguồn điện là 220V, trọng lượng là 2,4 cân. Đấy, chiều kích thước chiều cao là 20,5 x 17,5 x 71,5 cm. Đấy, thương hiệu của nó là Yasuki. Có cả tem chống hàng giả đàng hoàng luôn. Đấy, tem chống hàng giả thứ hàng hoàng luôn. Rất là ok luôn. Và con này thì nó rất an toàn nhé, đổ nó bị đổ các thứ thì nó sẽ không chạy nữa nhé. Nó đổ nó sẽ không chạy luôn nữa. 550.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã này nhé. 550k bao ship cho bác cái quạt sưởi này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng tấm pin năng lượng mặt trời này. Này các bác biết cái độ cứng của nó rồi, em đấm vào còn thoải mái luôn. Con này thì của nó thì có thể lên được 21W, các bác có thể sạc được ở cái dải của nó rất là rộng. Ấy từ 14V, 16,8V. Nói chung là đây cái chi tiết của nó đây để các bác có thể tham khảo. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì đây để em đo cho các bác cái phần về cái phần kích thước luôn. Đấy, để các bác có thể về chúng ta sẽ tham khảo để chúng ta sẽ sử dụng cho cái mẫu của nhà chúng ta nhé. Ở đây là đây nó ghi cả kích thước ở đây của sao này. Đây này. 350 là 335 phân, 35 cm nhân lên một chiều 42 và độ dày của nó là 1,7 cm. Đấy, và độ dày của nó là 1,7 cm nhé. Đó. Cái dòng này của nó thì các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi.
các bác chỉ việc về và các bác ấy vẫn sử dụng được. Đây còn cái kích thước thực tế của nó đây, 35 đúng rồi, 42 và sâu 17. Cái này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng nhé. Đây phụ kiện thêm cho chúng ta đó là một cái giá như này. Đấy. Con này thì là 180.000 đồng, kính xịn luôn. Các bác có thể có một cái đầu để các bác kết nối này, để các bác sạc, sạc vào những cái dòng pin 12V các thứ đều được. Đấy. Quạt tích điện các thứ thì chúng ta có thể ok. Đấy, hoặc là các bác nào mà cái đèn năng lượng của các bác ấy mà pin nó hơi bé thì các bác có thể cắt ra các bác đấu vào đây. Các bác có thể cắt các bác đấu thoải mái luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 180.000 đồng. Đây để em ghi giá vào đây luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã tấm pin năng lượng nhé. Tấm pin năng lượng 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chiếu điều hòa này. Chiếu điều hòa này thì chiếu mây. Con này thì mùa đông hay mùa hè các bác đều nằm được hết. Đấy, mùa đông hay điều mùa hè các bác đều nằm được nhé. Nằm con này nó dễ chịu, nó hút mồ hôi cực tốt luôn. Và nằm mùa đông ý, thì các bác chỉ nằm một lát là nó lại ấm lại. Một lát lên nó lại ấm lại luôn nhé. Con này thì hàng đẹp luôn này, lót viền lụa, dòng này là viền lụa này, cực kỳ chất luôn. Đấy, nó có hai mặt, các bác mùa đông các bác có thể lật mặt cái gối này không nói này. Đấy, còn cái chiếu này mùa đông các bác có thể lật ngược lại, mùa đông các bác lại có thể lật ngược lại này, để các bác nằm mặt trong này. Thì cái mặt trong này thì nhiều khi là nó cũng có là màu xám, đấy thì cũng có là khi là màu trắng này, thì mặt này thì cố định rồi một màu, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, viền lụa nhé. Con này thì nó có đầy đủ các kích cỡ cho các bác luôn, chiếu 1m2, chiếu 1m5, chiếu 1m6, chiếu 1m8, chiếu 2m và chiếu 2m2 cho em xin lỗi. Đấy, ở đây thì kích thước của nó đây em đã ghi sẵn rồi đây. Chiếu 1m2 nhân 2m là giá là 320.000 đồng. Chiếu 1m5 nhân 2m là 340, chiếu 1m6 nhân 2m là 360, chiếu 1m8 nhân 2m là 380, chiếu 2m2 nhân 2m là 420. Và cái giá tiền này thì bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, bao ship cho các bác rồi và các bác nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Viền lụa cực đẹp luôn, hàng của Nhật, chiếu Muji, chiếu Muji nhé, hàng xịn luôn, hàng xịn luôn, Muji. Đấy, Muji này. Đó, hàng rất là chất lượng luôn, hàng rất là chất lượng luôn nhé. Đó, các bác lên cho em mã này, mã chiếu điều hòa nhé, chiếu điều hòa. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng đèn 8 cánh này. Con này thì công suất của nó, cái này là em lắp thêm rồi nhé. Khi mà bác nhận hàng là nó chỉ có như này thôi. Đấy, không lại các bác lại đòi cái này nữa chết em. Đấy, khi bác nhận hàng là nó như này. Con này công suất 200W, em thì cắp lắp vào đây để em test thử cho các bác luôn. Đây, các bác về các bác cắm điện vào. Đấy, các bác cắm điện vào và nó sáng. Đấy, và nó rất là sáng. Đấy, con này rất ok luôn. Công suất của nó lên đến 200W nên là các bác yên tâm về cái độ sáng của nó. Công suất của nó 200W nên các bác yên tâm về cái độ sáng của nó. Con này của nó thì có tổng cộng của nó là 8 cánh, 1 2 3 4 5 6 7 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000 đồng. Giá của nó sẽ là 190.000 đồng nhé. Con này thì 8 cánh và một điểm sáng của nó giữa là ở giữa nữa là 9. Cực kỳ sáng luôn. Con này các bác mà treo ở những chỗ mà nó rộng ấy thì các bác nâng cái này lên này. Nâng cái cánh này cho nó vát lên một chút. Đó, thì những cái điểm sáng của nó sẽ xa hơn. Đấy, điểm sáng nó sẽ xa hơn mà các bác cần xa nữa thì các bác gập hẳn lên như này. Đấy, thì cái điểm sáng của nó sẽ càng xa hơn nữa. Còn nếu mà các bác cần muốn sáng ví dụ là cái bàn làm việc, ví dụ bàn làm việc mà các bác muốn sáng thì các bác chỉ cần mở hết cánh này ra thôi là nó sẽ tập trung điểm sáng, nó sẽ tập trung điểm sáng cho chúng ta. Đó, nó rất là đa năng, cánh này có thể mở đi mở lại rất là linh hoạt. Giá của con này thì bên nhà em đang bán với giá là 190.000 đồng nhé. Riêng con này thì mua hai con nhà em mới bao ship nhé. Mua hai cái trở lên nhà em mới bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh 190.000 đồng một cái. Một cái sản phẩm tiếp theo, bên em hôm nay review cho các bác cái một món bộ nồi năm đáy nhé. Hàng này thì thương hiệu của Germany của Đức này. Đấy, hàng nguyên hộp luôn. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Này. Review cho bác hộp mới luôn. Để em review cho bác hộp mới luôn nhé. Đó, trong này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái bộ nồi này gồm có 6 món. Ở đây người ta đã ghi cái thông số chi tiết đi rồi. Ở đây người ta đã ghi cái những cái thông số chi tiết cho chúng ta rồi. Đây để em bóc cho các bác vùng này. Các cái vùng này. Đấy. Các cái xoong to xoong bé này. Các cái xoong to xoong bé này. Nó là xoong inox, nó là xoong inox thì nó sạch sẽ.
Đấy. Ở trên thân này nó sẽ không bắt được từ. Đấy, sẽ không bắt được nam châm, nhưng dưới đáy này của nó sẽ bắt. Tại vì làm sao? À, cái dòng này thì nó là bếp từ nên là dưới đáy của nó sẽ hít được nam châm, thì nó mới hít được từ tính nhé, nó mới có từ tính để nó đun được bếp từ nhé. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ review chi tiết cho các bác luôn. Đây, để em để ra em review từng món một đi. Em sẽ xếp xong ra để em review cho các bác cho nó dễ. Đấy, một cái bộ nồi của nó cho chúng ta đó là 6 món. Một cái bộ nồi này có 6 món này, 2 món này. Khi các bác nhận hàng như là đúng như này thôi. Đúng như này luôn. Đấy, bóc hộp ra cũng đúng như này luôn. Cho em. Hàng đảm bảo cho bác luôn là khi đến tay các bác là đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đúng như nhà em quảng cáo, nhưng nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái nồi, năm cái nồi, một cái chảo. Năm cái nồi và một cái chảo cho chúng ta. Đấy. Khi bóc ra là nó như thế. Đây, đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn nhé, không thiếu một cái gì cả. Và hàng đây, em sẽ xin đi và được đi vào để em review cho các bác cho nó chi tiết từng món một ở trong cái bộ nồi như thế này. Bộ nồi này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 6 món. Thì đầu tiên khác biệt nhất đó là một cái chảo. Đầu tiên khác biệt nhất là nó là một cái chảo. Cái chảo này là một cái dòng chảo trung dính. Cái dòng chảo này là dòng chảo trung dính các bác nhé. Đây. Thương hiệu của nó thì con này nó mất mặt kính này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenbeng. Thực ra là nó không phải là gọi là Erlenbeng thôi, nhưng mà mình gọi cho nó thuận mồm. Đấy. Thì trên thành này của nó thì nó sẽ không bắt được nam châm. Nó sẽ không bắt được nam châm, nhưng mà này, các bác có thể nhìn thấy đèn để nam châm nó trôi này. Đấy, nó trôi xuống dưới này này. Đó. Đấy, còn đáy của nó sẽ có nam châm hít. Đó. Vì nó có từ tính mà. Đó là một con chảo, đầu tiên là con chảo. Kích thước của con chảo này của nó nhé. Là 20, miệng của nó là 25. Sâu của nó là 7,5. Các bác về các bác thử test với nam châm cho em nhé. Đấy là dưới đáy này là sẽ hít nam châm, còn trên thì sẽ không hít đấy. Đó là một con đầu tiên là con chảo trung dính này. Thứ hai đó là một con song to này. Con này mà các bác nấu lẩu, thứ ăn lẩu trong gia đình ngày Tết thì rất là tuyệt vời. Hoặc ở nhà chúng ta nấu nướng rất là tiện. 25 nhân lên với lại 15. 25 nhân 15. Thương hiệu của nó này. Đun bếp ga bếp từ thoải mái nhé. Đấy. Đấy, nó chỉ có hít ở cái đáy này thôi. Một cái xoong nhỡ này. 21. Sâu của nó là 12 năm. 21 sâu 12 năm. Toàn bộ cái chân thêm. Cái này là inox nhé. Không hít này. Một cái xoong nhỡ nữa này. 19 này. Sâu 11 này. Hai cái xoong con này nữa này. Sâu của nó là 10,5 này. Miệng của nó là 17 này. Tất cả thì đều có nắp vung không nhỉ? Tất cả thì đều có nắp vung, con này như con kia. 10,5. Miệng của nó là 17. Thương hiệu toàn bộ là Erlenbeng và đun bếp ga bếp từ được. Thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenbeng và đun bếp ga bếp từ được. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng thôi. 700k. Bao ship 700.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món này nhé. 5 cái nồi này và một cái chảo. Thực ra cái này cũng không gọi là nồi, nó là gọi là xoong máy bột, nhưng mà gọi là nồi cũng được, các bác nấu nướng thoải mái. Như nhà em toàn là đun nước khai mì tôm, các thứ nấu vào cái xoong này. Đó. Một cái bộ nồi nữa thì nó cao cấp hơn. Bộ nồi này của nó cũng 6 món. Và nó cũng là bộ nồi inox ấy. Và nó cũng là bộ nồi inox này. Bên trên này thì các bác không hít được 500. Đấy, nhưng đáy của nó cũng hít được từ tính này. Đấy, nên là nó rất là bền. Nó rất là bền. Con này thì bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy cơ. Cái bộ nồi nãy là giới thiệu cho các bác là bộ nồi 5 đáy. Còn bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy này. Nam châm không hít này. Đấy, xuống đến đáy này nó hít nam châm này. Đấy, còn trên thành này là nam châm không hít này. Đấy, thả trôi luôn. Đấy, thả trôi luôn.
Đó. Thì tất cả nó đều như thế nhé, tất cả đều như thế để em không 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 thử nam châm nữa, đỡ tốn thời gian của các bác và em chỉ đo kích thước cho các bác thôi. Đầu tiên thì nó là một con chảo, tất cả đều có nắp vung. Tất cả đều có nắp vung nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính, cái dụng bộ nồi này là chín đáy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Kasai Villa hàng cao cấp luôn. Dòng này hàng cao cấp luôn nhé. Đây để em đo cái kích thước trước. 25. Sâu của nó là gần 8 cm. 25 sâu gần 8 cm. Thứ hai đó là một cái sông to, tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả đều có nắp vung hết nên là các bác yên tâm. Cũng 25. Chiều sâu con này thì là 14. Chiều sâu của nó thì là 14. 25 sâu 14 này. Con thứ ba. 21. Sâu 12. 21 sâu 12 nhé. Tiếp theo này. 19. Sâu của nó là 11. 19 sâu 11. Xong con này. Những cái dòng xong bé này thì các bác có thể rang thịt các thứ này. 17. Sâu của nó là 10. Và cuối cùng đó là một con sông ngáy 1. 10. Và con này cũng là 17. Đó. Một cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy như này, bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship 1.000k. Hàng của nó cũng là hàng mới nhé. Cái bộ này thì em đã bốc sẵn rồi, em review rồi, cho bác chốt rồi. Đấy. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Nhà em thì có hai loại bộ nồi 7 5 đáy và bộ nồi 9 đáy. Hàng thì đều là hàng inox tất, đều là hàng inox rất là chất lượng nhé. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác nhé. Đó là cái dòng bếp nướng này. Bếp nướng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Các bác những ngày lễ Tết ấy, thì chúng ta quây quần. Thì trong gia đình ấy, thì những ngày lễ Tết là những ngày nghỉ ngơi chúng ta quây quần, thì có một cái bếp nướng này nó cũng rất là ok. Con này là nướng không khói luôn các bác, nướng không khói vừa ăn. Các bác để trên mâm bàn cộ bàn ấy, để giữa và anh em quây quần ngồi thì sum vầy nó rất là tiện. Con này thì kích thước của nó nhé, là bên nhà em đang có kích thước là 48 nhân với lại một chiều của nó là 25. Giá của nó thì con này bên nhà em đang bán giá cũ là 580, nhưng mà đợt này đang có giảm giá cho các bác một chút xuống còn 550.000 đồng nhé. 580 giảm giá cho các bác xuống còn 550.000 đồng. Và cái giá này thì bên nhà em đã bao gồm phí ship rồi nhé. Hàng này thì khi bác nhận hàng thì là nó là hàng mới luôn, khi bác nhận hàng nó là hàng mới nguyên hộp luôn này, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy. Sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1.800W nhé. Công suất của nó là 1.800W. Ở đây thì nó sẽ có một cái ổ cắm điện này. Ở cái núm này, này thì các bác có thể điều chỉnh. Đấy, các bác có thể điều chỉnh là nhanh chậm các thứ này đều thoải mái này. Đấy, nhiệt độ các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, các bác điều chỉnh nhiệt độ để cho chúng ta phù hợp, dễ sử dụng. Đấy, để phù hợp và dễ sử dụng nhé. Còn bếp nướng này thì ở bên nhà em bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng luôn nhé. Đấy, 1 năm cũng được, tại vì con này nó không sợ hỏng. Đấy, con này nó không sợ bị hỏng. Đấy, con này thì các bác chỉ cần lưu ý cho em là khi mà các bác rút này ra là các bác phải rút điện ra để an toàn. Đó, rút ổ cắm ra thì các bác phải rút cái này ra khỏi cái rắc này của nó. Đấy, để an toàn. Còn là nó đã cách điện của chúng ta rồi, nên là các bác sờ vào đây nhé, các bác cầm vào cái này cũng không sợ bị điện giật. Đấy, cũng không sợ điện giật, nó rất là an toàn. Cái dòng này thì dùng rất là an toàn luôn, bếp điện nhưng mà nó rất là an toàn luôn nhé. Đấy, con này thì cái mặt của nó này, mặt này là trắng, một lớp chống dính. Đấy, chống dính hàng xịn luôn nhé, chứ không phải là chống dính thường đúng không nhé. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác lên cho em mã này là mã bếp nướng. Và con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng. 550.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. 550k và bên nhà em bao ship. Bếp nướng của thương hiệu Seki. Bếp nướng của thương hiệu Seki nhé. Hàng xịn luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp nhé, bên nhà em xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu thớt inox. Thớt inox này. Hàng này thì dày dặn này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng dày dặn và hàng đẹp luôn. Đó. Con này thì nó sẽ có hai mặt. Một mặt của nó là mặt nhựa. Này. Đấy. Và một mặt của nó là mặt inox. Con này thì hàng mới luôn nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Hàng này là hàng mới.
nguyên hộp luôn cho các bác luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, và bên nhà em lúc nào cũng thế, khuyến cáo các bác là nên kiểm tra hàng. Đấy, tại vì giải quyết lúc mà có shipper ở đó thì nó rất là dễ giải quyết. Còn sau này ví dụ các bác về mang về các bác ấy thì nó rất là khó, rất là ngại. Đó. Thì kích thước của nó đây. 30,5 cm. Và một chiều này của nó là 41 cm. Đấy. Độ dày của cái thớt này nhá. Nó là 2 cm. Đó. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship thôi. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã thớt inox, thớt hai mặt. Thớt hai mặt cũng được nhé. Đấy, 250k. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã thớt inox. Đấy, và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã thớt inox này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng chảo. Chảo này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Sharp. Chảo này thương hiệu của Sharp. Đấy, một trong số những cái mẫu hàng nội địa Nhật cũng dùng rất là ok luôn. Con này thì nấu được bếp từ nhé. Con này thì nấu được bếp từ thoải mái luôn này. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại này, đều được này. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được này. Thương hiệu của Sharp. Đấy, con này thì nó là 5 đáy, tay cầm riêng. Đấy, con này thì kích thước của con chảo nhé, 25 cm nhé, 25 cm. Con chảo là 25 cm. Sâu của nó này 8 cm các nhé. Sâu của nó là 8 cm. Đó. Hàng dày dặn nhé, mà dùng rất là ok luôn. Đó, dùng rất là ok luôn. Đun bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại đều được. À, con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng các bác nhé. Giá cực kỳ tốt luôn và cực kỳ ưu đãi cho các bác. 200k. Đấy. Các bác lên cho em mã này, chảo Sharp. Chảo Sharp này. 200k. Chảo Sharp 200.000 đồng. Đó. Chảo Sharp nhé. Các bác lên cho em mã này, mã chảo Sharp, giá ưu đãi luôn, 200k luôn. Đó. Con này thì size 25 cm. Con này là size 25 cm. Hàng xịn, hàng đẹp. Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.